anh cũng là người quan trọng nhất anh Tài. Anh Tài đang bị gửi xác đi sớm như vậy. Bởi vậy, anh Tài nó xuống đây giống như gà. Nó xuống đây là 8:15 đúng luôn. Trước 15 phút. Có bao nhiêu tuổi rồi con Hải? Dạ. Có bao nhiêu tuổi? 20. Dạ 26 rồi. Đi mặt của tao à? 26. Anh làm gì để ngại nhìn nhà anh em mình ngồi đây vậy? Sao nhìn em được? Anh em mình mới 15, 16 rồi. Đây là tóc thiệt, nhưng mà tại vì chú sợ nó bay, chú lấy kẹp, chú kẹp nó đông chiều lắm rồi. Mà tại anh Tâm, em lại cầm kẹp đi quả trên ông Tinh Văn Thương dưới gì anh chị đi. Em là các em làm gì cũng được. Anh theo dõi em, chú cũng có bỏ ăn ngay sẽ như thế đi. Trời ơi, mấy thầy giờ đây em chỉ còn xiết bóc mắt là em chưa làm. Bóc mắt như là kém xiết lô, chưa làm, gì mình cũng làm rồi vậy. Anh cũng là người quan trọng nhất anh Tài.